Hôm nay em lại lên chia sẻ và cho anh em mình tham khảo cái bộ sofa bằng gỗ gõ đỏ và chi đây anh chị em. Thì mấy ngày vừa rồi ấy, thì bên em cũng bận lắm anh chị em. Em đang nhận một cái công trình nghỉ dưỡng cho một anh trai ấy, thì anh cũng không có muốn chia sẻ rộng rãi lên nên là em không có quay lên được anh chị em. Cái công trình em đang nhận thì chắc phải làm hết sang năm nữa mới xong anh chị em, nên là cái phần bàn ghế sofa thì em cũng chỉ để lại một bác thợ ở nhà làm thôi anh chị em. Nay em lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em mình tham khảo nhé. Thì cũng nhiều anh em điện hỏi để về cái vấn đề mà cũng có nhiều người chia sẻ và tư vấn thì anh em mình cũng chưa có hiểu hết được, nên là hãy còn cảm thấy mơ hồ về gỗ lắm. Nên là cái việc đầu tiên anh em mình chơi đầu gỗ thì cái phần anh em mình đừng có quan trọng nó là cái chất gỗ sau này nó có bền hay không anh chị em. Vì cái thật sự ra mà nói thì cái dòng gỗ thì gỗ nào nó cũng bền hết anh chị em, nhưng mà anh em mình chơi gỗ là anh em mình nên tìm hiểu về cái độ ổn định của gỗ anh chị em. Cái thứ hai là cái gỗ anh chị em mình đặt hàng người ta làm có chuẩn hay không thôi anh chị em. Chứ còn gỗ kể cả những cái dòng gỗ ép, gỗ sấy đi chăng nữa thì anh chị em mình để trong nhà thì nó vẫn bền anh chị em, nó không có bao giờ mục được đâu anh chị em. Còn quan trọng là cái vấn đề là gỗ nó có ổn định hay không rồi anh chị em. Thì cái vấn đề nếu mà gỗ nó ổn định nha anh chị em thì sau này anh chị em mình sử dụng á thì nó hạn chế được cái việc mà gỗ nó sẽ nứt nhé anh chị em nhé. Chứ không phải là anh em mình nghe người ta hay là nghe mọi người nói là gỗ nó sẽ bền, là bền vĩnh viễn thì đồng ý là gỗ này gỗ nào nó cũng bền đấy anh chị em. Kể cả anh chị em mình xẻ cái cây gỗ gòn ở vườn ra, anh chị em mình cứ để ở trong nhà, đừng có để mưa để nắng thì gỗ nào cũng bền hết anh chị em. Quan trọng là cái gỗ anh chị em mình chơi ra sau này cái độ nó ổn định nhiều hay ít thôi anh chị em. Còn gỗ thì nó vẫn có cái độ nứt của nó về sau này nữa nha anh chị em nhé. Thì ví dụ như cái dòng gỗ gỗ đỏ ba chi hay là cái thằng gỗ hương đá Eco, cái thằng hương đá anh chị em thì cái độ ổn định của gỗ nó rất là cao. Sau này anh chị em mình sử dụng cái thì cái độ nứt của nó này nó không có nha anh chị em. Nhưng mà cái độ co ngót của gỗ thì nó vẫn có anh chị em. Vì những cái tấm gỗ như thế này nè, như bên em mà xẻ ra thì ở bên trong nó không thể nào mà nó khô hết được đâu anh chị em. Anh chị em muốn dùng mà nó đẹp ấy, thì cứ 3 4 năm thì mình sẽ làm lại cái nước PU của nó thì nó mới đẹp được anh chị em. Đó, như cái dòng hương đá này mà lên làm cửa thì nó tránh được cái trường hợp sau này anh em mình sử dụng á, nó sẽ co ngót anh chị em. Còn ngoài cái dòng gỗ nhập khẩu nó chỉ có thằng hương đá này là một này. Cái thằng gỗ gỗ đỏ ba chi này là hai anh chị em. Thì cái gỗ nó ổn định cao hơn. Thì cái giá thành nó sẽ cao hơn nhé anh chị em. Còn cái dòng gỗ hương Eco anh chị em thì sau này dùng thì nó vẫn có cái độ co ngót của nó lớn hơn cái thằng gỗ gỗ đỏ ba chi này rất là nhiều anh chị em nhé. Ví dụ như sau này một cái bộ sofa như thế này này đó, thì nếu mà cái thằng gỗ hương Eco thì nó có thể nó co ngót lại ở những cái thành này anh chị em, nó co khác ngót ở cái thành này này, nó sẽ là 5 đến 7 ly. Còn cái thằng gỗ đỏ ba chi ấy, nó chỉ co ngót 1 ly thôi anh chị em. Nên là anh em mình tham khảo thì cũng nên tìm những cái chỗ mà nó uy tín, anh em mình sẽ chia sẻ được cho anh em mình hiểu được hết nhé.
Nó chứ còn gỗ đỏ ba chi mà đóng chuẩn thì giá rẻ thì không có đâu anh chị em. Ví dụ em nói một cái thằng bộ gỗ đỏ ba chi thì 100 ngàn nè. Rồi cái thằng gỗ hương Eco cái giá trị của nó chỉ 70 ngàn thôi anh chị em. Thì anh em mình không có phân biệt được gỗ thì nhiều khi nó như chỗ em ví dụ báo 100 ngàn đi. Đó, anh chị em mình tham khảo cái chỗ khác thì nó có 85 hoặc 90 ngàn thì anh chị em mình nghĩ em bán đắt nhưng mà thực tế là nó không phải đâu nha anh chị em. Cái hàng bên em làm là có bảo hành cho anh chị em mình là chuẩn gỗ. Đó, và cam kết cái chất lượng đẹp. Gỗ nó đẹp 90% đổ lên. Tức là cái gỗ bên em làm là sẽ không có cái việc mà chắp vá nha anh chị em. Đó, em sẽ bảo hành và cam kết cái chất lượng cho anh chị em như vậy. Còn cũng nhiều anh em muốn tham khảo là cái vấn đề gỗ nặng nó sẽ bền hay là gỗ nhẹ nó sẽ bền hơn. Thì gỗ thì nó không phải là nặng hay nhẹ thì nó sẽ bền đâu anh chị em. Bền hay không thì nó cái gỗ nó bền hay là gỗ nó ổn định hay không là do tùy từng những cái dòng gỗ nha anh chị em. Như ví dụ em nói cái thằng gỗ nó nhẹ đi. Đó, như cái dòng gỗ mít của mình trồng đó anh chị em. Tuy là nó nhẹ nhưng mà cái độ gỗ của nó ổn định rất là cao anh chị em. Ví dụ như còn cái thằng em nói như cái thằng gỗ limo can đó. Nó rất là nặng. Nhưng mà cái độ ổn định của nó không có anh chị em. Thì sau này anh chị em ví dụ dùng những cái bộ gỗ limo can như thế này thì cái mặt liền như thế này nó cũng nứt nhé anh chị em. Chứ chưa nói đến cái gỗ nó có vết nữa. Vì hàng bên em làm ra là cứ phải bảo hành cho anh chị em mình đàng hoàng. Bảo hành cái thứ nhất này em sẽ làm chuẩn gỗ. Cái thứ hai là em sẽ cam kết cái chất lượng gỗ sẽ đẹp từ 90% đổ lên nhé anh chị em nhé. Chứ còn nếu mà đóng một bộ gỗ đỏ ba chi này mà giá mà nó rẻ thì không có đóng được đâu anh chị em. Nếu mà có đóng thì người ta có nói thì cũng chỉ là nói để cho anh chị em mình đặt hàng thôi. Chứ còn gỗ thì nó sẽ không được chuẩn 100% đâu nhé anh chị em nhé. Em nói ví dụ như gì? Rẻ thì mấy cái hộc chân ở dưới đây nè anh chị em thay thế bằng cái thằng hương Eco đó anh chị em mình đâu phát hiện ra đâu. Đó, vấn đề thứ hai là cái mấy cái đôn này nè anh chị em này. Nó như một cái đôn này anh chị em mình giờ mà ra đóng thì nó cũng đâu có dưới 3 triệu rưỡi một cái đâu. Đó, như cái dòng này là phải 5 triệu một cái này, mặt to này phải 5 triệu một cái này. Đó. Thì em sẽ thay hết bằng hương Eco thì làm sao anh chị em mình phân biệt ra được. Anh chị em mình sử dụng là không có phân biệt được gỗ rồi anh chị em. Nên là em bán hàng chứ cũng phải bảo hành cho anh chị em mình đàng hoàng để anh chị em mình yên tâm để sử dụng nhé. Đó. Cái dòng gỗ đỏ ba chi thì nó rất là đẹp chứ anh chị em. Đó. Còn gỗ đỏ ba chi với thằng hương Eco rồi nói anh chị em mình nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn luôn chứ. Không. Hai cái màu nó khác nhau cùng lên một nước lót như nhau đó anh chị em. Đó, cái thằng ba chi này thì tôm gỗ nó mịn và cái vân gỗ nó nhỏ hơn nhé anh chị em nhé, nhỏ hơn rất là nhiều so với thằng gỗ hương Eco này. Thì anh chị em nào cần tư vấn thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại đấy, em sẽ tư vấn cho anh chị em mình nhé. Do công việc nó nhiều quá này em cũng không có ít có thời gian mà chia sẻ cho anh chị em mình tham khảo nữa. Còn những cái bộ này là những cái bộ rẻ tiền đấy anh chị em. Nó 10 triệu rồi 7 triệu, 8 triệu gì cũng có nhưng mà cái gỗ nó lỗi chắp vá như thế này anh chị em nhé. Như này gọi là chắp vá này. Đó.
đó thì hàng nó rẻ. Còn cái hàng mà gỗ chuẩn như thế này thì không có rẻ đâu anh chị em, đừng có nghe anh chị em mình cần phải tìm hiểu nhiều chỗ chứ cũng không nên tìm hiểu một chỗ anh chị em, kể cả em bán hàng cũng vậy, em nói theo cái quan điểm của em, còn người khác bán hàng thì nói theo cái quan điểm của họ. Vì hàng ở đây em làm là không phải là một loại gỗ anh chị em. Anh chị em mình cứ cần cái gỗ nào thì bên em sẽ làm đúng cái gỗ đó cho anh chị em mình nhé. Nếu như làm cùng một cái loại gỗ, ví dụ bên em chỉ làm một loại gỗ hương Eco thì em sẽ nói cái kiểu để em bán hàng theo kiểu gỗ hương Eco anh chị em. Còn đây em làm anh chị em mình thích đặt cái gỗ nào thì em sẽ làm chuẩn cái gỗ đó cho anh chị em. Đó, hàng thì bên em làm đến cam kết như thế này là đẹp rồi, còn anh chị em như vậy là nó là cũng như là tuyệt đối rồi, những cái lỗi của nó không đáng kể anh chị em, những cái vết nhỏ 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 như thế này nó không đáng kể. Đó, gỗ đỏ và chi mà lên được một bộ chuẩn của nó rất là đẹp anh chị em. Cái này để bữa nào lên BU xong đó, em sẽ mang ra ngoài nắng em quay cho anh chị em mình thấy nó đẹp đến cỡ nào, vì ở trong đây nó có cái, nó không có cái ánh nắng nó soi cho nó chiếu vô thì cái màu gỗ anh chị em mình nhìn nó chưa được thật lắm. Cái bộ sofa này thì anh khách để anh tận dụng lại cái mặt bàn này, mặt bàn gỗ hương Eco, nhưng mà cái cây này nó bị lộn bì anh chị em. Cái cây này anh chị em nào theo dõi cái kênh em lâu á thì anh chị em mình biết cái cây gỗ này em xẻ ra này. Đó. Cây này em xẻ ra hơn 1 năm trước rồi. Cây này cây hương Eco nó bị lộn bì. Nên là giờ anh đặt cái này, bữa trước anh mua anh làm cái mặt bàn ăn nhỏ, nhưng mà giờ anh đặt anh không có làm mặt bàn ăn nữa thì anh lấy cái tận dụng cái mặt bàn này làm cái mặt bàn bộ sofa này anh chị em. Thì em sẽ bớt cái tiền mặt đi. Mà thôi chắc cái video này em xin kết thúc ở đây anh chị em nhé. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em mình ở những cái video tiếp theo nhé.